Xin kính chào ông bà, cô chú, quý vị, anh chị và các bạn. Truyền thông Thành Võ xin điểm lại các hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám Cha Tường, Yêu Thương Cho Không, nơi làm việc của các thầy. Hôm nay, ngày 12 tháng 1 năm 2024, thứ sáu, con đang có mặt tại phòng khám ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Sáng nay, không khí rất ấm áp vì mùa xuân sắp đến gần. Người bệnh và người nuôi bệnh cũng đến khá đông. Nhưng trong mỗi người cũng mong muốn bản thân chấp hành tốt phác đồ hỗ trợ trị ung thư của cha Pero Nguyễn Văn Tường để có cơ hội chữa trị hết căn bệnh ung thư quái ác, để rồi về với gia đình cùng người thân đón cái Tết trong không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình. Mỗi ngày tại bàn thờ nơi thờ Chúa, thờ cha Pero Nguyễn Văn Tường, tụi con tức là các thầy, nhân viên cùng người bệnh và người nuôi bệnh đều thắp hương kính Chúa tưởng nhớ đến cha Pero Nguyễn Văn Tường, người đã nghiên cứu ra phác đồ trị ung thư bằng cách ăn cháo nano, uống thảo dược nano, bỏ đói tế bào ung thư để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư, loại bỏ căn bệnh ung thư quái ác, đem lại cuộc sống mới cho bệnh nhân. Những chủ trương Ngài đưa ra, ăn cây cỏ, mang hạt giống, yêu thương cho không, là dạy chúng ta không ăn thịt động vật, phải yêu thương tất cả mọi người, hãy đùm bọc, che chở họ khi gặp khó khăn, bệnh tật, phải cứu chữa họ khỏi bệnh để họ có cuộc sống mới, tươi đẹp, ấm áp hơn. Và trên tinh thần cho không, kêu gọi người có điều kiện giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt. Con xin giới thiệu đến ông bà, cô chú, các dì và các bạn. Đây là nơi khám bệnh của thầy Võ Duy Tiến. Thầy Tiến đã theo cha hơn 10 năm nay, được cha Pero Nguyễn Văn Tường hết lòng yêu thương. Cha thường đặt ba cái tên là Tường, Tiến, Trung để thể hiện sự gắn bó giữa tình nghĩa thầy trò là một bộ phận cơ thể không thể thiếu được. Được biết, thầy Trung hiện đã ra ngoài làm kinh tế riêng, không tiếp tục với sự nghiệp của các thầy, nhưng cũng thường xuyên đến thăm cha và các thầy tại phòng khám. Còn đây, xin giới thiệu với ông bà, cô chú, các dì, quý vị và các bạn. Đây là nơi khám bệnh của thầy Nguyễn Thanh Quý. Thầy Quý cũng theo cha khoảng 10 năm nay và học hỏi rất nhiều về tư tưởng, phong cách, đạo đức và phương pháp chữa bệnh ung thư từ cha Pero Nguyễn Văn Tường. Các bệnh nhân được thầy chẩn đoán đo huyết áp, xem lại nhật ký, ghi chép tình hình ăn uống, nghỉ ngơi, uống thuốc, tập thể dục và tư vấn chi tiết các loại thức ăn, đồ uống cho bệnh nhân và cách thực hiện phác đồ của cha. Sáng nay, bệnh nhân cũng ngồi chờ rất đông tại phòng đắp thuốc nam. Người bệnh rất có văn hóa, xếp theo hàng lối để chờ đến lượt. Ý thức của bệnh nhân đã làm cho phòng khám trở nên trật tự, nề nếp hơn. Những bệnh nhân khá nặng thì nhường cho họ được ưu tiên đắp thuốc trước để xoa dịu nỗi đau mà căn bệnh ung thư quái ác đem đến cho họ. Còn tại nơi cấp gạo, thuốc, nước miễn phí, thầy Hạnh đã tư vấn rất tỉ mỉ cho bệnh nhân và người nuôi bệnh cách nấu cháo, nấu nước và lịch uống thuốc, ăn cháo một cách rõ ràng tỉ mỉ, cầu mong mọi điều tốt đẹp đến cho bệnh nhân. Thì thưa anh cho biết họ tên bệnh nhân, mã số bệnh nhân với bệnh gì? Xin thưa thầy,
Mình là hồi năm tới năm 1969, mã số bệnh nhân là 792, ngụ tại Đồng Nai. Mình bệnh là ca phổi. Thì mình đã xuống dưới đây là nhập viện ngày 23 tháng 10 năm 2023, đã được các cha và thầy ở bệnh cho mình tới nay là 80 ngày. Thì mình năm trong lúc mà mình được 55 ngày thì mình đã đi xét nghiệm ở bệnh viện Thiên An Trà Vinh, thì đã được lành tính. Các thầy riêng mình làm chữa cho pháp đồ là 90 ngày, tới nay là 8 mấy ngày rồi. Chuẩn bị thứ hai tới này là thầy Thanh cho đi xét nghiệm lần thứ hai. Anh cho biết thì ở trên địa phương anh ở Trảnh á, thì trong thời gian anh trị bệnh á thì cũng có một số người bệnh giống như anh, và anh biết như thế nào để mà đến đây? Nói chung quy thì mình biết là được ở dưới dưới này thì cũng qua trang mạng của cha Tường chữa bệnh về bệnh ca, và đồng thời là bệnh yêu thương cho không. Nói chung là tôi cũng là người đã đi xét nghiệm ở các bệnh viện lớn ở Tây Y, thì đã báo cho tôi là bị ca bị túi đó. Đồng thời tôi cũng đi xuống dưới hay nhờ cha để giúp đỡ cho bệnh cho mình. Và đồng thời mình cũng có thêm một vài bệnh nhân cùng bệnh với mình nữa, nhưng mà gia đình cũng không có điều kiện để đi, nên bởi vậy là cũng chữa về bên Tây ở nhà đó, bệnh cùng được với mình. Nhưng mà sau khi mình xuống dưới ta chữa bệnh được một tháng thì hai người bạn bệnh của mình ở nhà ra đi. Rồi, xin cảm ơn anh. Chúc anh hoàn thành phác đồ của cha và lành bệnh, trở về có cuộc sống mới. Xin cảm ơn. Dạ, dạ. Cũng cảm ơn thầy. Nói chung là chúc thêm năm mới. Cũng chúc thầy năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Dạ, xin cảm ơn. Tại công trình phòng khám đang phục dựng lại với tiến độ nhanh nhất có thể, các phòng đã lợp tôn, dán gạch xung quanh tường. Phần gạch dán do cô Mai Phương ở Bến Tre tài trợ. Cảm ơn gia đình cô Mai Phương, chúc gia đình cô năm mới vui vẻ phát tài. Phần cát đá xi măng và gạch ống do gia đình chú Thuận ở Cầu Ngang tài trợ. Con cảm ơn gia đình chú Thuận, chúc cô chú năm mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. Phần ton và nhà tiền chế do gia đình anh Tân, công ty cổ phần thủy sản Cửu Long ở phường 4 thành phố Trà Vinh tài trợ. Đồng thời, anh Tân cũng đưa 10 công nhân đến phòng khám hỗ trợ xây dựng các công trình ở đây. Thay mặt các thầy, rất cảm ơn gia đình anh Tân. Chúc gia đình anh Tân đón năm mới tràn ngập niềm vui. Phần nước kiềm hỗ trợ bệnh nhân được gia đình anh Giang ở Vinh Kim tài trợ hàng ngày. Thay mặt phòng khám và các thầy, truyền thông Thành Võ xin chân thành biết ơn gia đình anh Giang, chúc gia đình anh năm mới phát tài và gặp thuận lợi trong công việc. Thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám vượt qua khó khăn. Phòng khám xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp xây dựng phòng khám và phục dựng lại các công trình của cha Pero Nguyễn Văn Tường, nơi các thầy khám chữa bệnh. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt thầy, truyền thông Thành Võ
rất biết ơn. Và trước thềm năm mới, con kính chúc các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước, chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 an khang thịnh vượng, tràn ngập niềm vui và cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Chúc người bệnh và người nuôi bệnh hoàn thành các phác đồ của cha và nghe lời các thầy, thật sự hết bệnh để đón Tết về với gia đình và người thân. Để các công trình phục dựng phòng khám thêm khang trang và lâu bền, con thay mặt các thầy kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ phòng khám để có kinh phí chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pero Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa trong cuộc sống đa chiều như hiện nay. Đến đây, Truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin trân trọng kính chào.